vai lá chỗ quán. Thank you.
cao này vậy, cái trông vậy như lưỡi rất dài chứ. Con dưới này lại kinh khủng luôn đấy. Hết trong một tí nào cũng cái gì dài hơn nó khỏi nhiều. Con rèn nó sắc là do con ra con sắc từ lâu rồi, không như hàng chợ, hàng chợ nó để nó sắc ban đầu, nó không sắc mãi. Hello. Cô chú xin cảm ơn và là hơi đa đang một chút cho cô chú ấy. Cái quần áo mình Việt Nam mình giàu mình treo mình giả mong cô chú là đấy. Là trên được tất cả cái chất lượng vải vải.